Ba mẹ nhất. Chị không ngủ đây nè, mà gia đình chúng ta đã biết mà. Mà biết không? Khi bà nội mà mẹ nhập viện suýt chết chứ còn gì. Vợ con muốn mẹ ra ngoài một chút đấy. Tôi nghĩ mình nên đi chụp một cái ảnh thờ trước khi già nua xấu xí. Bây giờ bà hãy nghĩ tới cái thời khắc nào tốt đẹp nhất của cuộc đời bà. 1, 2, 3. Em, trời ơi, anh thích phong cách của em á nha. Nhìn lạ dễ sợ luôn. Phong cách này tên là vintage đúng không em? Em, cậu gọi tôi là em á? Cho tôi thuốc an thần, nhanh lên. Em ơi, em có sao không? Cậu nghĩ tôi là gái trẻ à? Nói. Nghĩ tôi bao nhiêu tuổi? Nói điều tôi tắt cho vỡ mồm đấy nha. Nói. Gì á má? Nếu ông trời muốn tặng cho bà già tội nghiệp này tuổi thanh xuân một lần nữa, cứ tận hưởng cái đã. Em là cô gái rất đặc biệt. Chúng ta gặp nhau vài lần rồi. Chắc là em không nhớ. Chờ chút. Nghe con nhút nhát quá ha. Đây là lần đầu tiên tụng cảm giác này á. Bạn em nè. Không ngờ thằng Tùng của cô lại có cô bạn gái xinh xắn như thế này. Nè, con thấy nhỏ nè, nó muốn lấy lòng cả gia đình nhà mình luôn. Ai vậy? Cái con nhỏ này nó muốn giật ba con ra khỏi tay cô. Ba! Bỏ tay á. Rất xứng đáng với cuộc sống tươi đẹp này. Ước mơ của em sắp thành hiện thực. Mẫu bạn trai của em như thế nào? Sự nghiệp thì phải có chỗ đứng. Còn trên giường thì phải cứng chỗ đó.